Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm thực hành một kèo cho anh chị và các bạn xem nhé. Thì mình sẽ chọn cái nhóm Android có tên là kèo Club Android Free này. Và mình sẽ chọn một kèo bất kỳ này. Thì kèo này ok, để mình xem kèo nào ngon. Đây, thôi mình sẽ chọn kèo cuối cùng này đi. Kèo này nha. Kèo này 4 đô token HBHT này. Ok, zone vào. Nhấn vào đường link. Nhấn vào star này. Captcha này. Gửi. Ok. Nó đã hiển thị cái tên người giới thiệu này. Tên người giới thiệu là anh Phong, bạn Phong này. Rồi mình bấm continue này. Ok, nó yêu cầu zone các nhiệm vụ này, cái nút xanh xanh này là nhiệm vụ này. Bắt đầu zone này. Ok, click này, click vào đây để nó xác nhận mình không phải là bot này. Bấm chữ hi này. Ok xong này, bấm quay ra này. Rồi, zone arrow xong rồi và anh bắt đầu zone channel này. Zone này xong quay ra này. Tiếp tục là zone cái Discord này, quanh zone cái Telegram, Line and Twitch này. Open này. Xong, chúng ta làm gì nữa? Chúng ta nhấn theo dõi này. Bấm vào quả chuông này. Tất cả này. Ok chưa? Rồi chúng ta bấm vào tim này. Tweet này. Bấm vào tin nhắn này. Good này. Enter xuống này. A công này. Rồi, ba người bạn rồi, trả lời này. Xong đó chúng ta kéo xuống like luôn mấy bài còn lại luôn. Rồi, ok, like xong rồi. Chúng ta bấm quay lại này. Bấm vào Discord này, zone BNB Hunter Discord này. Open này. Rồi, nó đã yêu cầu tham gia rồi này, mình nếu như mà nó có cho mình chat chữ hi này. Xong nha, mình quay lại thôi. Phải chào này. Rồi quay lại này. Rồi, zone Telegram này. Rồi, cái nhóm này mà là mình zone rồi, nên là mình quay ra. Tiếp tục là follow and request bài đăng của cái kênh đối tác của nó này. Nhấn vào đường link này, open này. Đã theo dõi này, bây giờ bật chuông lên thôi này. Ok. Mình kéo mình tìm cái bài đăng của nó nha. Ok. Thì ở cái phần này chúng ta kéo từ bấm vào từ quyết trả lời này, chúng ta kéo xuống này. Tìm cái bài đăng của con BHT á. Đây. Con BHT Hooted này. Đây nha, cái group này. Bấm tìm này, bấm request lại này. Ok chưa? Xong chúng ta bấm vào lại này. Chúng ta bấm vào cái subscribe and to channel like and share này. Nó yêu cầu là YouTube channel like and share. Ok. Đăng ký này. Đây.
like video này nè, video của con này, tất cả thông báo này, chia sẻ này, chia sẻ nha, chia sẻ lên Twitter này, đăng này. Rồi ok, xong chúng ta bấm good này. Ok chưa? Rồi chúng ta qua lại này. Qua lại xong chúng ta bấm submit data này. Rồi, chúng ta bắt đầu đôn thôi. Vì chúng ta đã làm rồi. Nơi cầu là like and request profile này. Profile là cái đường link mà anh chị và các bạn chia sẻ, cái trang cá nhân của anh chị và các bạn á, chúng ta dán vào đây này, chúng ta xóa này đi, điền cái tên trang cá nhân của anh chị và các bạn vào đây, vào trang cá nhân này, vào đây nhá, vào cái hình đầu người này, đây lấy cái tên NFT Java này, cái tên của mình này, còn tên của anh chị là khác nha, chúng ta lấy cái tên đó, điền vào đây. Xóa hết cái chữ username đi, điền cái tên vào thôi. Ok chưa? Xong rồi bấm vào zone Discord này. À, tên Discord thì tên Discord mình lấy như thế nào? Mình vào cái Discord thôi, Discord đây. Rồi bấm vào ba chấm này, ba gạch này. Nhấn vào cái đường này. Ok, nhấn vào phân phước 12 sạc 8434 này. Thì mình điền cái tay của mình vào. Ok chưa? Gửi này, xong này. Rồi cái này vô rồi, bấm đôn tiếp này. Rồi, follow and retweet. Nếu đã đăng rồi thì chúng ta bấm yes này. Rồi. Like share and cái đường link. Cái đường link mà anh chị và các bạn share, chúng ta lên lại Telegram này. Hồ sơ này. Này, cái này này, cái đường link YouTube mà nãy mình share này. Thả tim này. Bấm sao chép này. Rồi, đôn cái bếp 20 vào. Đôn cái viên bếp 20 vào này. Này, viên bếp 20 đây. Cái viên bếp 20 màu đen nha. Đấy. Ok, thì đó là một quá trình mình đã làm hoàn thành AMROP. Và bây giờ mình copy lại cái đường link tiện rep này. Đây, chúng ta nhấn vào copy này. Copy nha, copy xong chúng ta làm gì? Chúng ta quay lại cái tìm chỗ một mình tìm một cái chỗ nào đó mình điền cái, mình làm một cái bài đăng. Ví dụ mình dùng cái tài khoản phụ mình dán lên đây. Dán lên đây, xong mình đi tìm cái một cái bài đăng của ai đó, mình làm một, mình vào đây. Mình vào trong chỗ này, mình lấy một cái bài post nha. Đây mình copy lại cái dòng này. Mình lại vào post lại, mình bấm cái static này, cái static. Static ở dưới này. Đây, mình copy cái này ra. Không, hoặc là bấm assertion này để xem có nó ghi gì nè, không có ghi gì hết thì mình copy cái dòng này thôi, copy cái này xong ra Google.
dịch này. Xong dán lên. Ok chưa? Dán lên xong mình kéo xuống, mình copy bằng cái nội dung tiếng Việt ra này. Sao chép này, xong mình quay lại cái sao chép xong cái mình quay lại đây. Mình quay lại cái chỗ mà cái hình ảnh mình dán á. Mình dọn bài đăng á. Đây, cái dọn chỗ sẵn bài đăng mình của mình này. Rồi, mình dán vào. Xong mình làm sao để cho nó ra cái đây, enter xuống này. Rồi, mình enter chỗ này xuống, mình ghi chữ link tham gia này. Cho màu mè màu sắc hơn thì chúng ta làm cái biểu tượng mũi tên chỉ chỏ 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 này, xong cái chỉ xuống rồi chỉ xuống này, xóa đi này, rồi điền hai chấm vào này. Hai chấm này, xong cái enter này, cắt ra này, copy lại cái dòng tuyển rep này, dán xuống này, ok chưa? Xong bấm gửi này. Bấm gỡ này, bấm nút gỡ chỗ này này để nó lưu lại cái bài đăng cho mình này. Rồi, bây giờ mình copy cái bài đăng này mình đi lên mình tuyển rep nha. Tuyển rep bây giờ mình tuyển ở Zalo trước nha. Xong bây giờ mình tìm một chỗ nào, một nhóm mình đăng bài này. Mình bây giờ mình vào nhóm này mình đăng bài này. Dán này, bấm gửi này. Ok xong, chia sẻ lên đây rồi xong rồi đúng không? Mình bấm vào một cái mũi tên luôn nè. Xong mình kích này, bắt đầu kích này. Cái nhóm hồi nãy mình đăng rồi thì mình không đăng lại này, tránh việc spam này. Xong mình điền các nhóm này. Đó, dán hết vào nhóm vào. Nhóm nào coi nhóm nào mình điền cái nhóm đó vào. Nhóm nào nó không cho gửi thì thôi. Ok chưa? Xong. Rồi, đủ 20 nhóm rồi này, gửi này. Rồi, xong. Thấy không? Nó chia sẻ hết rồi này, nó chia sẻ hết lên nhóm rồi này. Bây giờ mình copy qua cái bên Facebook mình tuyển rep luôn nha. Chuyển qua Facebook này. Vào ba gạch này. Vào nhóm này. Nhóm của bạn này, vào cái cộng đồng bất kỳ này, đào co free này, lên đây mình dán cái bài tạo bài viết này, dán cái bài mình lên gửi này. Rồi xong, tiếp tục mình làm gì nữa, mình bấm vào chia sẻ này, chia sẻ lên nhóm này. Rồi tiến hành mình chia sẻ này. Đầu tiên là mình chia sẻ lên cái nhóm Android Bounty này. Đăng này. Rồi tiếp tục mình bấm vào đầu tư kiếm tiền này. Đăng này. Rồi Genty22 này, chia sẻ luôn này. Bấm lên đăng này. Đó, mình kéo xuống mình chia sẻ thôi, đăng này. Đăng này. Đấy. Thì anh chị và các bạn làm lần lượt hết tất cả các nhóm thì mình tham gia gần như là 50-60 nhóm, mình sẽ chia sẻ hết khi nào mà có rốt có thì thôi đấy. Thì đó là tất cả quá trình mình làm việc. Chúc anh chị và các bạn thành công. Cái link tham gia mình sẽ để ở dưới.